Em kính chào tất cả các anh chị em nhé. Rồi, hôm nay em giải đáp cái vấn đề một con Mixer S4 Pro. Đó, con này nha. Một số anh chị em á hỏi rằng là sao máy thu âm livestream nhưng mà nó lại ra mono. Cái cổng USB mà thu âm livestream ra mono thì nó như thế nào? Cái dòng này thì nó có 4 line thôi. Thì thắc mắc hỏi là bây giờ mình cấp nhạc line 1, line 2 mình cắm micro rồi. Thì bây giờ còn cái đường này nè, thì mình vừa cấp nhạc vào thì mình làm sao mình like, mà like nó lại ra mono. Hôm nay em giải thích cái vấn đề mono hoặc CT là như thế nào nhá. Thì ở đây như thế này. Một số bàn á thì nó quan trọng ở cái chỗ này nha. Cái cổng này nè. Cái cổng này là mình để kết nối ra một cái OTG ha, để mình quay thu âm lại hoặc mình livestream TikTok, Facebook các cái hay là like ở trên YouTube. Thì một số bàn cái này nó cho ra CT. Một số bàn thì nó ra mono. Thì ở cái góc này nó quan trọng. Tức là cái góc nó ra CT thì mình mới thu âm quay phim ra CT được. Còn nó ra mono thì bắt buộc mình vẫn phải thu âm ra mono. Là cái điều thứ nhất. Một cái điều thứ hai nữa quan trọng, tức là cái OTG. Một số OTG đó mà các bác anh chị em dùng. Ở đây OTG nó có hai loại. Một loại dùng cho Android, một loại cho iPhone. Thì ở đây em dùng cho iPhone ha. Thì cái OTG nó cũng là một cái yếu tố quan trọng, tức là cái đầu này cấp đầu bên bàn mixer này cấp dây qua bên này là CD, thì cái này cũng phải vào CD cho điện thoại thì nó mới là CD. Còn nếu mà các bác cái đầu này của các bác là đầu mono, nó nhận tín hiệu, tức là nó đường cấp là CD vào đây, nhưng mà cái con này nó chỉ đi đường đi ra nó là mono thôi, thì không thể nào vào điện thoại được CD nha. Đó, cái đường này ra vào nhét vào trong điện thoại nó lại ra mono thì không thể nào mà mình quay phim thu âm nó ra CD được. Đó là cái điều thứ hai. Rồi, ở đây là em sử dụng cái con OTG này là của hàng công ty ha. Để một lát em test luôn để cho các bác thấy nha. Rồi, còn cái một cái câu hỏi nữa, tức là một số anh chị em hỏi rằng là bây giờ em có cái bàn Mixer S4 Pro rồi mà em muốn quay thu âm thì có phải dùng qua con Boss V8S không? Thì ở đây video em trả lời luôn nha, là không dùng nha. Mình có cái con này rồi thì mình chơi trực tiếp trên con này luôn, không phải bỏ tiền mua cái con này nữa, phí tiền ha. Rồi cái này là coi như là bỏ ra. Con này là con Boss V8S nha. Đó, cái con Boss V8S thì mình không phải bỏ tiền ra mua cái con này nữa, tức là lãng phí ha. Tức là mình chơi trên một cái con này thôi, một cái con này nó đáp ứng cho mình đầy đủ rồi, mình không phải mua một cái gì nữa cả. Chỉ quan trọng là dây rợ ha, dây rợ rắc và cái OTG. OTG. Ai dùng điện thoại Android thì mua OTG Android. Ai dùng điện thoại iPhone thì mua OTG iPhone. Nhưng quan trọng hai cái OTG hai loại đó phải là CD nha. Phải đường cấp vào cho điện thoại là CT thì nó mới điện thoại nó mới quay phim, nó mới thu CT được. Đó là điều quan trọng nha. Rồi, bây giờ để cho gần lại để em kết nối cho hướng dẫn cho các bác ở trên cái bàn mixer này cho nó rõ nha. Rồi, camera bây giờ để gần nè. Bây giờ trước tiên là mình kết nối điện ha. Đó, kết nối điện vô. Kết nối cục nguồn bật lên luôn cho nó sáng đèn. Rồi. Đúng không? Đó, sáng đèn. Ở đây mình chọn, ở đây em chọn là cái FF04 ha, lát em hát vợt ha, hát quanh vào livestream. Rồi ở đây là các bác thấy một cái chân không, một cái chân em đang để điện thoại nào, thì cái chân này giống như là bên các bác là để livestream quanh ha. Đó thì em sẽ dùng một cái điện thoại iPhone để em sẽ gắn lên đây. Rồi bây giờ cái đường kết nối nè, bây giờ em hướng dẫn nè, nó sẽ có cái cách. Rồi bây giờ cái bước trước tiên là em xài sử dụng micro Max 32 nha. Mình bật nguồn nè, đó mình bật nguồn. Mình ghim vô đây, mình ghim line số 1 nè. Đó, rồi mình chỉnh chép chung, bass chung chép theo ý của mình ha. Chép sáng tiếng rồi tiếng bass cho dày dặn lên xíu ha. Là cái đường mid-thô nha. Rồi cái đường reverb nè. Đường reverb á, thì em chọn 04, còn anh chị em muốn chọn ở cái mức số nào thì tùy ha. Cái đó là ai đang sử dụng cái bàn này thì xem đây ha. Mình chọn echo reverb vậy tùy ý mình ha. Em hát số 4, em chọn số 4. Đây là ba cái nút này để mình chỉnh cho cái này. Đó, mình chỉnh cho cái này, chỉnh cho cái reverb này. Rồi bây giờ cái đường cấp nhạc nè, thì đường cấp nhạc nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, bác anh em mà cấp CT, thứ nhất là mình cấp line 34 nè. Line 34 là sử dụng chung một cái fader này, thì line 34 mình sẽ nhét hai cái cây này. Đó, cái này ha. Đó, nè. Thấy chưa, đó cây này. Thì mình gắn hai cây này vô. Đó, mình sẽ gắn hai cây này vô, hai cây 6 ly này. Rồi mình sẽ sử dụng cái dây ba đầu, đúng không ạ? Đó, dây ba đầu, đây. Dây ba đầu thì mình sẽ cấp nhạc vào đây. Đó, mình sẽ cấp nhạc vào. Rồi, thì cái đường còn lại là cái đầu CT nè.
đó, cái đường xì tê tức là đó đúng không? Rồi đường xì tê thì mình sẽ ở đây em lấy cái máy này ha, máy này để là để cấp nhạc nè. Đây tự nhiên nó bật cái đèn này lên gì trời. Đây đúng chưa? Đó, cái này là mình mở YouTube nè, thí dụ vậy mình sẽ cấp nhạc vào cái đường 3.5 này, mình sẽ cấp vào đây. Rồi nếu mà ai hát cái đường này á, ai hát bằng cái điện thoại mà hát bằng dây á thì nhớ cái nút này nha, nút like nè. Em xin lỗi link chứ, đường link là đường like để hát đây nè. Lắc nhạc chứ không phải MP3 thì mình nhấn cái nút trắng này xuống nha, nhấn nút trắng để mình kích hoạt cái đường like. Còn mình nhả lên thì nó sẽ ăn MP3. Nó ăn MP3 lỗ này và nó ăn vào cái này luôn. Đó. Thì cái nút đỏ trên này là xài cho nút sao cạc. Thì nếu mà anh em nào xài cái dây cáp để vào PC á thì mình nhấn cái này xuống, mình vặn cái volume sao cạc nè, vặn volume sao cạc lên thì mình hát bằng nhạc của máy tính ha. Thu âm bằng máy tính. Thì cái đường này thu âm máy tính thì mình mới xài, mình không xài thu âm máy tính mình nhả ra. Cái này mình tắt đi, lát mình thu âm bằng điện thoại nha. Rồi. Rồi. Bây giờ hiện tại là cái máy quay này đã được kết nối thu âm rồi đó. Thì bây giờ cái này là mình live stream hay thu âm gì tùy ha. Mình live stream mình muốn dựng đứng lên thì cam mình dựng đứng lên, đây em để nằm ha. Em quay để em test vào trong cái đường USB vào OTG, hai cái đều CT hết, để vào trong cái điện thoại quay thu âm. Rồi, đây nè, em tắt camera này quay nè, em tắt cái reverb này đi nè. Tắt reverb tổng, đó, tắt reverb tổng thì nó sẽ không có reverb, vặn reverb lên. Đi. Đó. Thì ở đây á là em hát bằng dây line nha. Đó. Tức là mình cấp nhạc từ bên cái điện thoại này vào trong cái này bằng line ha, dây ba đầu ha và cổng 3-4. Tắt cái reverb để nói đó. Đường dây cáp ba đầu CT cấp nhạc vào trong line 3-4. Rồi. Line 3-4 này á thì mình mở lên khoảng 30-35% thôi ha. Khoảng 35% thôi. Tại vì cái ngưỡng này là cái ngưỡng nó mạnh lắm nha. Nếu anh em mà cấp cái ngưỡng này tăng lên thì cực kỳ nguy hiểm ha. Nó vào nó sẽ bị ù rè ha. Rồi tiếp theo thì ở trên cái đầu gen á, cái đầu gen kiểm soát đầu vào của cái 3-4 này á, mình giảm xuống ha. Mình giảm xuống còn khoảng 7 giờ thôi nha. Đó, mình giảm xuống 7 giờ thôi. 7 giờ, 8 giờ thôi. Đó, ở trên cái đầu gen nút đỏ. Rồi cái đường OTG là cái đường USB đó. Ở dưới em đang nói cái bàn này nha, thì nó sẽ có cái chữ sau, sau cạc ha. Cái nút đỏ đỏ sau cạc, anh em nhấn vào nha. Nhấn vào để mình kích hoạt cái đường sau cạc này đi ra vào trong cái OTG, vào trong cái máy quay. Giống như mình vào PC vậy đó. Đó, thì mình cấp như vậy ha. Ở đây mình hát live bằng cái dây live 3-4 thì cái nút trắng live này mình cũng nhấn xuống luôn nha. Tức là nút trắng nhấn xuống, nút đỏ nhấn xuống luôn, hai cái nhấn xuống. Còn Echo Reverb thì tùy anh em ha. Echo Reverb anh em muốn hát số mấy thì tự chọn ha. Tự chỉnh Echo Reverb mềm gì đó mình theo ý của mình. Ở đây em hát số 4 nha. Em hát số 04, mình chọn Reverb không thôi. Đi, đi. Đó, cái Reverb nó sâu ha. Đó, Reverb nó sâu. Rồi, một cái bước nữa đó. Thì cái line tổng này nè. Cái line tổng này mình cũng để khoảng 35% ha. Tức là maximum là 100 thì mình mở lên khoảng 35% thôi. Đó, nó ăn thông với nhau. Nó ăn thông vào trong cái đường sau cạc ra vào OTG ha. Đó. Rồi cái đường mình muốn hát loa ở ngoài thì mình tăng cái âm ly men đẩy mình hát lên. Còn nếu không thì mình nghe bằng tai phone ha. Nghe tai phone, mình hát live nghe tai phone. Hoặc thu âm live tai phone. Rồi mình vặn cái phone ở cái nút volume phone lớn nhỏ theo ý của mình. Rồi, như vậy là xong ha. Bây giờ em sẽ mở nhạc nè. Ly cà phê cuối cùng. Tăng vật lên. Ly. 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 Tinh tinh. Hello. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Chiều thu về gió lạnh điều hiu, thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao. Quán mơ xinh xinh lặng lẽ, mưa tí tách bên hiên, nghe như ngàn lời nào nề. Tay vàng môi vàng đưa theo làn khói thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao, lôi cuốn theo bao sầu thương. Tôi sống pha biên cương đà nhiều, thương quê phần nghèo, nguyện đem chí hùng tranh đấu. Tôi hiên ngang bay trên bầu trời, ngang quân giặc thù, chỉ mong tự do vươn lên. Tôi hiên ngang bay trên bầu trời, say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối. Mình là người trai sống núi, gặp thời bình khói, tranh đấu là niềm vui. Đời như cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay nhau một lần, kết chặt tình bản thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời, quên buồn quên sầu, tìm vui mà sống. Nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều thu. Phận nghèo nguyện đem chí hùng tranh đấu. Tôi lính tên trên khơi từng giờ, ngăn quân giặc thù, chỉ mong tự do vươn lên. Tôi hiên ngang bay trên bầu trời, say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối. Mình cũng là người trai sống núi, gặp thời bình khói, tranh đấu là niềm vui. Đời như cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay nhau một lần, kết chặt tình bản thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời, quên buồn quên sầu, tìm vui mà sống. Nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều thu. Quên buồn, quên sầu, tìm vui mà sống. Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều.
Rồi, như vậy là hết một bài này. Em giảm vợt em nói chút xíu nha. Rồi, ở đây em nhắc lại một lần nữa, tức là những anh chị em nào đang thắc mắc là chơi cái bàn Mixer F4 Pro này khi quay phim, thu âm live stream có cần phải qua V8S không? Thì em trả lời là không nha, không sử dụng cái con này ha. Mình sử dụng mặc định của trên cái con F4 Pro nó đã hay rồi. Nhưng phải là cái loại cấp ra CT nha. Cái loại F4 cấp ra cái đường thu âm live stream CT thì nó mới ra CT. Còn mua cái loại mà nó ra mono thì thu âm kiểu gì nó cũng ra mono ha. Bản gốc của nó là mono rồi thì mình thiết bị mình có CT thì vào cái máy quay mình nó vẫn là mono. Tại vì cái gốc nó cấp ra mà. Đó. Thì nó có hai yếu tố. Thứ nhất yếu tố là đầu tiên nó cấp ra, nó phải CT. Yếu tố thứ hai là OTG. Anh chị em mình mua OTG của iPhone hay là OTG của Android cũng vậy, phải ra CT thì cấp vào nó thu CT. Còn nếu mà mua cái mono là nó, cái này CT mà nếu mua cái OTG mono thì nó vào nó vẫn là mono. Tức là hai cái phải song hành ha. Hai cái đều là CT thì nó mới vào được CT. Trong hai cái này mà có một cái mono là không được nha. Đó, em giải thích rất là cặn kẽ ha. Anh chị em nào chơi cái bàn mixer này phải hiểu điều đó. Tức là mình phải xác định được cái máy của mình đã. Em xin lỗi. Em trở lại một cái chỗ là khi mà đòi hỏi thu âm quay phim CT hay không thì mình phải hỏi cái bàn mình trước, xem cái bàn mình đường ra có phải là CT không đã. Khi đường ra của mình là CT rồi thì các kiểu gì mình ra nó đều là CT. Cái bước cuối cùng tức là OTG. OTG của mình phải tốt, phải vào CT thì nó mới vào CT. Quan trọng nhất là iPhone rất khó chịu nha. iPhone OTG mà mua cái loại mà sim ứng ở ngoài nó bán 5-70k thì em dám chắc chắn là không like được. Chắc chắn 100% không like được. Like rất khó. Nó chỉ cho mình like hay lắm là giỏi lắm được mười mấy 20 giây, 25 giây là cùng là nó ao nó đá ra đơ luôn. Đó. Thì mình phải mua cái đồ chuyên nghiệp ha. Mua đồ của công ty thì mình sẽ like nó đồng bộ được. Như những bài trước em có hướng dẫn đó. Rồi, như vậy em kính chào và chúc sức khỏe tất cả.